中越两党两国领导人呢，确实就像走亲戚一样，常来常往是我们的优良传统。今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年，两国各层级交往日益密切，我同阮富仲总书记达成的共识正得到落实。 我对此深感高兴。面对日益严峻复杂的国际形势，中越两国要携手合作，共谋发展，为变乱交织的世界注入更多的稳定性。Trân trọng cảm ơn đồng chí dù công việc rất bận rộn đã dành thời gian quý báu tiếp tôi và đoàn. Điều này thể hiện sự coi trọng cao độ của cá nhân đồng chí Tập Cận Bình cũng như Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước chúng ta. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn tình, tinh thần hữu nghị, quang vinh muôn đời. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành sự ủng hộ chính trị cao nhất đối với ban lãnh đạo khóa mới của Đảng, Nhà nước Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân.